Sách công vụ các sứ đồ Đoạn 8 Sao lơ tán thành về việc Ê Tiên bị giết. Trong ngày ấy, hội thánh ở Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Jude và Samari. Những người tin kính chôn cất Ê Tiên và than khóc ông rất nhiều. Nhưng Sao lơ tàn hại hội thánh, xông vào từng nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù vậy những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành philip đi xuống thành samari rao giảng đấng christ cho dân chúng ở đó đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ là ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám nhiều người bại và què cũng được chữa lành vì thế trong thành tràn ngập niềm vui bấy giờ trong thành đó có một người tên simon trước kia hành nghề ma thuật tự cho mình là người vĩ đại làm cho dân samari kinh ngạc mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông nói rằng người này là quyền năng của đức chúa trời gọi là đại năng họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc nhưng khi họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp tem. Chính Simon cũng tin, sau khi nhận báp tem, ông ở luôn với Philip. Thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Führer và Giang đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu nhận báp tem mà thôi. Führer và Giang đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên, thì Thánh Linh được ban xuống Simon liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ và nói, Xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thanh Linh. Nhưng Führer trả lời rằng, tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon trả lời, xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó. Sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Führer và Giang trở về Jerusalem, vừa đi vừa truyền giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Philip, hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Ông đứng dậy và đi. Kìa có một hoạn quang Ethiopia làm quan lớn của Candace, nữ hoàng nước Ethiopia, quản lý cả kho tàng của bà ông đã đến jerusalem để thờ phượng và khi trở về ngồi trên xe ngựa đọc sách tiên tri esai thánh linh phán với philip hãy lại gần và theo cho kịp xe đó philip chạy đến nghe ông ta đang đọc sách tiên tri esai thì nói rằng ông hiểu lời mình đang đọc đó không hoạn quan trả lời nếu không có ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được rồi ông mời philip lên xe ngồi với mình Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc như thế này. Người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt, như chiên con câm lặng trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng hề mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt. Ai có thể nói đến dòng dõi người vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Hoàng Quang nói với Philip, xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều này để chỉ về ai? về chính mình hay về người nào khác, Philip liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng tin lành về Đức Chúa giê -xu cho ông. Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, Hoàng Quang nói, này nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp tem chăng? Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip báp tem cho Hoàng Quang. Khi lên khỏi nước, Thánh linh của Chúa đem Philip đi. Hoàng Quang không thấy ông nữa và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. Người ta thấy Philip ở thành Asos, trên đường đi đến Cesare. Ông rao giảng tin lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua. Chương 15 Đức Chúa Trời lập giao ước với Abram sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng. Hỡi Áp-ram, đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Áp-ram thưa, lệnh Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là elie người Đa-mách. Áp-ram còn nói, Này, Chúa làm cho con tuyệt tự và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: Đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: Hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Rồi ngài lại nói với ông: dòng dõi con cũng sẽ như thế. Abram tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Đức Giê-hô-va cũng phán với Abram. Ta là Đức Giê-hô-va, đứng đã đem con ra khỏi u rơ thuộc canh đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Nhưng Abram thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? Ngài đáp, Con hãy đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu con. Áp Ram dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. Chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó nhưng Áp Ram đuổi chúng đi. Khi mặt trời vừa lặn, Áp Ram chìm vào một giấc ngủ mê và này bóng tối mịt mùng kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. Đức Giê-hô-va phán với Áp Ram: Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm nhưng ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải về phần con con sẽ hưởng tuổi già hạnh phúc rồi bình an trở về với tổ phụ mình trong mồ yên mà đẹp đến thế hệ thứ tư dòng dõi con sẽ trở lại đây vì tội ác của dân amorit hiện chưa đến cực độ khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm. Kìa, có một lò lửa đang bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với áp ram rằng Ta ban cho dòng dõi con đất này, từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Phra-t, là đất đai của các dân, Kenit, Kenesit, Cátmonit, Hethit, Pheresit, Rephaim, Ammonit, Canaan, Gilegassit và Jebusit. Chương 76 aga và Ishmaen. Bấy giờ, Sarai vợ của Áp-ram vẫn không sinh con bà có một đầy tớ gái người Ai Cập tên là Aga. Sarai bàn với Abram. Này, Đức Giê-hô-va đã không cho tôi sinh con. Vậy, ông hãy ăn ở với đầy tớ gái của tôi. Có lẽ nhờ nó mà tôi được có con cái chăng? Abram nghe theo lời Sarai. Sau khi Abram cư trú 10 năm trong đất Canaan, Sarai, vợ Abram, đem người đầy tớ gái Ai Cập của mình là Aga đưa cho chồng làm hầu thiếp. Ông đi lại với Aga và nàng mang thai. Khi biết mình mang thai, Aga coi thường bà chủ mình. Sarai nói với Abram, Ông phải chịu trách nhiệm về nỗi sỉ nhục của tôi. Tôi đã giao đầy tớ gái tôi vào lòng ông và khi biết mình mang thai, nó lại coi thường tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa tôi và ông. Áp Ram nói với Sarai, Kia đứa tớ gái đó ở trong tay bà, bà muốn xử thế nào tùy ý. Sarai hành hạ Aga, khiến nàng phải trốn khỏi bà. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng bên một suối nước, trong hoang mạc, cạnh con đường đi về Surơ, và hỏi, Này Aga, tớ gái của Sarai, ngươi từ đâu đến, và định sẽ đi đâu? Nàng thưa, tôi trốn khỏi Sarai bà chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo nàng, ngươi hãy trở về với chủ ngươi và chịu lụy dưới tay bà ấy. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va còn nói, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi tăng gấp bội, đông đến nỗi không thể đếm được. Thiên sứ lại nói, Này, ngươi đang mang thai và sẽ sinh một trai hãy đặt tên nó là Ikmael, vì Đức Giê-hô-va đã lắng nghe tiếng kêu than của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ chống lại mọi người và tay mọi người chống lại nó. Nó sẽ ở trong thế đối nghịch với tất cả anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va đứng đã phán với mình là Đức Chúa Trời đoái xem. Vì nàng nói, chẳng phải chính nơi này tôi đã thấy đấng đoái xem tôi sao? Vì thế, giếng này được gọi là giếng La Chai roi nằm giữa Kade và Bere. Aga sinh cho Abram một con trai và Abram đặt tên con trai đó là Ichmaen. Khi Aga sinh Ichmaen cho Abram, thì Abram đã được 86 tuổi. Chương 17 Đức Chúa Trời xác nhận giao ước với Abram Khi Abram được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán Ta là Đức Chúa Trời toàn năng Con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn Ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội Abram quỳ sấp mặt xuống đất Đức Chúa Trời phán với ông Về phần ta, đây là giao ước ta lập với con. Con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc, người ta sẽ không còn gọi con là Áp-ram nữa, nhưng tên của con sẽ là Áp-ra-ham, vì ta lập con làm cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn sư Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Lễ Cắt Bì Đức Chúa Trời phán với Abraham chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta từ thế hệ này qua thế hệ khác đây là giao ước của ta mà các con phải giữ là giao ước giữa ta và con cũng như dòng dõi con sau này đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì các con phải chịu cắt da quy đầu và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con trải qua mọi thế hệ mỗi người nam trong các con dù được sinh ra trong nhà hay được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, không thuộc về dòng giống của con, sau khi sinh được 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Cả người được sinh ra trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt ra quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Đức Chúa Trời hứa ban Isaac cho Abraham và Sarah. Đức Chúa Trời phán với Abraham, Còn Sarai, vợ con, con đừng gọi nàng là Sarai nữa vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc. Vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm nghĩ trong lòng. Một người đã trăm tuổi mà vẫn có con chăng? Sarah đã chín mươi tuổi mà còn sinh đẻ được sao? Abraham thưa với Đức Chúa Trời, ước gì Ích được phước trước mặt Ngài? Đức Chúa Trời phán, không phải vậy đâu. Sarah, vợ của con, sẽ sinh cho con một trai và con sẽ đặt tên nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước với nó là giao ước đời đời cho dòng dõi nó. Còn ích mã ên, ta đã nghe lời con cầu xin. Này, ta sẽ ban phước cho nó, làm cho nó sinh sôi nảy nở thật nhiều. Nó sẽ là tổ phụ của 12 công hầu và ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước với Isaac, mà Sarah sẽ sinh cho con vào khoảng thời gian này năm sau. Sau khi phán xong, Đức Chúa Trời rời Abraham và ngự lên trời. Ngay hôm ấy, Abraham cắt bì cho Ishmael con trai mình và tất cả người nam, hoặc được sinh ra trong nhà, hoặc được mua về bằng tiền, đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy ông. Abraham được 99 tuổi khi chịu cắt bì, còn con ông là Ishmael được 13 tuổi khi chịu cắt bì. Abraham và Ishmael cùng chịu cắt bì trong chính ngày đó. Mọi người nam khác, hoặc được sinh ra trong nhà, hoặc được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, đều cùng chịu cắt bì với ông. Châm ngôn chương 29 Người thường xuyên bị của trách mà lại cứng cổ sẽ bị sụp đổ thình lình không phương cứu chữa. Khi người công chính gia tăng thì dân chúng vui mừng, nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết. Người yêu mến sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa, còn kẻ kết bạn với phường kỹ nữ phá tan của cải. Nhờ công lý vua làm cho đất nước bền vững, những ai đòi hối lộ làm cho đất nước suy vong kẻ nào du nịnh người lân cận là răng lưới dưới chân người trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy nhưng người công chính ca hát mừng rỡ người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ còn kẻ ác không hiểu điều tri thức ấy kẻ nhạo báng châm lửa cho thành bị thiêu hủy nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu dại dù người giận hay cười cũng chẳng được yên kẻ khát máu ghét người trọn vẹn nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người ấy kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó nếu người cai trị lắng nghe lời giả dối thì cả bầy tôi trở nên gian ác người nghèo và kẻ áp bức gặp nhau ở điểm này. Đức Giê-hô-va ban ánh sáng cho đôi mắt của cả hai. Vua nào phân xử công minh cho người nghèo thì ngôi vua sẽ được vững bền mãi mãi. Roi vọt và sự của trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó. Khi kẻ ác tăng thêm thì tội lỗi cũng gia tăng. Nhưng người công chính sẽ thấy sự sụp đổ của chúng Hãy sửa phạt con cái, nó sẽ cho con được an tịnh và làm cho lòng con vui mừng. Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Đừng sửa trị đầy tớ bằng lời nói suông, vì dù nó hiểu cũng không vâng theo. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn. Người nào nuông chiều đầy tớ mình từ thuở nhỏ, cuối cùng nó trở thành đứa cứng đầu. Người hay giận gây ra điều tranh cãi, kẻ nóng tính, phạm rất nhiều tội lỗi. Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống. Những ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng. Kẻ nào chia phần với tên trộm là ghét linh hồn mình. Nó nghe lời nguyền rủa mà không tiết lộ điều gì. Lo sợ loài người là một cạm bẫy nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn. Nhiều người tìm kiếm ân huệ của kẻ cai trị, nhưng công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va. Kẻ bất chính là điều ghê tởm đối với người công chính, nhưng người sống ngay thẳng là điều ghê tởm cho kẻ ác.